Dạ rồi, xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai giống của chú anh chị ha. Quay giao lưu cặp á, giá từ 150.000 một cặp, với lại một số cây cúc thọ hương 150 cánh, siêu bông Sài Gòn, cúc hoa hồng Thanh Tú, cúc Tây Thi nè, cúc Phượng Hoàng, Đại Lộc đồ của chú anh chị ha. Giá siêu đãi luôn cả nhà. Rất mong cả nhà mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian ha, em mời gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào quý cô chú anh chị gần xa ha. Ngày hôm nay tiếp tục đến với kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô mai về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là bình dưỡng mình chơi Tết ha cô chú anh chị. Rồi. Thì vào một cây đầu lép ha, mình sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình là một cặp ha. Một cây bên đây là một cây siêu Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dê bí luôn cô chú anh chị ơi, 1 yeah. 2 3 4 mối bí luôn cô chú anh chị yeah. ha. Còn cây bên đây là một cây cúc họ Hương nha. Dê bính luôn. Dê bính nè cô chú anh chị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mối bính, 9 mối bính nha cô chú anh chị. Rồi cây nào cũng ghép được hơn một mùa ha, cắt đơn rồi. Đều quấn rễ hết á. Chiều cao của cây bên đây ha là được 36, chiều cao của cây bên đây là được 34. Rồi. Rồi, thì cặp này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 160.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 22K. Rồi 22K. 22K cũng là một cặp mai luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây bên đây là một cây siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Rồi, một cây bên đây là một cây cúc Phượng Hoàng ha. Cúc Phượng Hoàng. Rồi, củ đế có luôn cô chú anh chị nha. Là có củ nha. Gốc khá là to, gần liền có 100 ha. Rồi, chiều cao của cây siêu bông là được 34. 1 2 3 mối bí. Chiều cây của cây Phượng Hoàng là được 30. Rồi. Rồi cặp này em giao lưu với cô chú anh chị là mã số 22K nha. 150.000 bao phí ship luôn. Đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cặp mã số 23K. Rồi, 23K là một cặp siêu bông Sài Gòn lá lớn và một cây vạn thọ ha cô chú anh chị. Rồi cây siêu bông bên đây cô chú anh chị. Lớn nè. Bông rất là to luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Mình ghép hơn một mùa cô chú anh chị ha. Có cây bên này cúc vạn thọ cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của cây cúc vạn thọ được 36. Chiều cao của cây siêu bông được 36 luôn ha. Rồi, rồi cặp mã số 23K em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 150.000 luôn. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cặp mã số 24K. Rồi 24K cũng là một cặp mai luôn. Rồi bên đây là một cây sông Sài Gòn, đây là cây cúc hoa hồng cô chú anh chị. Cúc hoa hồng quấn đế rắn nè. Rồi đế rất là đẹp cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn các bạn. Rồi chiều cao của cây hoa hồng là được 48, chiều cao của cây xương Sài Gòn được 25. Rồi. Rồi cặp này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 150.000 bao phí ship luôn. Đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cặp mã số 25K. Rồi. 25K. Rồi một cặp xương Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cây này về lấy bo rất là nhiều luôn nè cô chú anh chị. Để có luôn cô chú anh chị ha. Rồi chiều cao được 37. Chiều cao này cũng được 37 luôn, một cặp ha cô chú anh chị. Rồi cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 160.000 bao phí ship nha. Rồi, rồi mã số 25K. Đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 26K. Rồi tiếp theo mã số 26K cũng là một cặp mai luôn nè cô chú anh chị ơi. Cái này lớn hơn á cô chú anh chị ha. Cái này thì vô size vô C các C8 lận nha. Còn rồi. Cái kia mình vô C6. C6. Cái này tàn lớn cô chú anh chị, bo già lên nụ. Thọ. Gốc cái này lớn là hơn. Một cây thọ hơn một cây 150 cánh các bạn. Đúng rồi, một cây bên đây là một cây cúc thọ hương. Và cây đây là cây cúc 150 cánh ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Chiều cao của cây cúc 150 là cánh là được 70. Rồi. Chiều cao của cây cúc thọ hương là được 50. Rồi. Rồi, cái ngang là được 49. Cái ngang cây bên đây là được 58 ha. Rồi. Rồi một cặp luôn, gốc đều được quấn rễ xử lý đế hết cô chú anh chị. Rồi. Rồi cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 400.000 bao phí ship luôn nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cặp mã số 27K. Rồi tiếp theo mã số 27K là một cặp cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Rồi. Trời ơi, liền cốt rồi cô chú anh chị ha. Liền cốt khoảng 90% rồi cô chú anh chị. Cây đều được xử lý đế hết rồi cô chú anh chị. Bo khá là già luôn cô chú anh chị ơi nè. Rồi chiều cao của cây cúc họ Hương là được 57. Đê bí nè cô chú anh chị, 3 muối ha. Chiều cao của cây cúc họ Hương này là 65 ha cô chú anh chị. Cái củ nè. Cái ngang 48. Cái ngang của em đây là được 60. Rồi cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị em giá cũng chỉ là 400.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi một cặp cúc họ Hương nha. Rồi đổi cây. Rồi mã số 28K ha, cũng rồi. Là một cặp mai luôn cô chú anh chị. Cây bên đây là cúc họ Hương, cây bên đây là cúc 150 cánh ha. Rồi cây bông cúc 150 cánh thì bông rất nhiều cánh rất đẹp cô chú anh chị. Có củ hết nha cô chú anh chị. Cây nào cũng có củ hết ha. Ghép gốc nhớt liền ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 59.
Chiều cao đây là 60. Rồi. Chiều cao cây cúc 150 là được 40. Chiều cao cây cúc họ Hương 50 hết cô chú anh chị. Rồi. Rồi cặp cúc họ Hương và một cô cúc 150 cánh này em giao lưu với cô chú anh chị giá 400 ngàn một phí ship luôn nha. Rồi đổi cây. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số rồi. 29K. Tiếp theo là mã số 29K ha cô chú anh chị. Rồi. 29K cũng là một cây cúc 150 cánh ha. Rồi, cây này tàn xum xê luôn cô chú anh chị, liền cốt 100% như cây zin luôn cô chú anh chị ha. Liền cốt như cây zin luôn rồi. À, giờ nhìn kỹ không kỹ mình không biết cây ghép luôn cô chú anh chị. Rồi. Bình thân là được 8 à. Để có luôn ha. Chiều cao 60-85. Rồi, cây này ghép trong xe 11 ha. Tán ngang 69. Rồi, cây cúc 150 cánh này giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ là 500 ngàn một phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi. Rồi thì cây mã số 29K cũng là một cây cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ. Số điện thoại Zalo của em là 0866590094 nha cô chú anh chị. Và em xin chào ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.